quá trời ổn rồi. Ổ nó lớn rồi anh chị. Ổ nó đã khủng long rồi, trời khó quá trời khó luôn. Ổ lớn khủng khiếp mà. Ôi tản thần chứ, quá trời dí mình. Đầu video quá. Từ sân Bắc á, cũng mến chúc cô dì, chú bác, anh, chị và các bạn gần xa cũng được nhiều sức khỏe nha. Thì ngày hôm nay anh chị ơi, cũng tiếp tục đó là cái nghề mưu sinh của Tư Sân Bắc nha anh chị đó. Thì ngày hôm nay quay trở lại cái tổ ong cây xài á anh chị. Hôm rồi cũng bị cắt dao đó, thì hôm nay mình quay trở lại mình sẽ hốt cây xài này nha anh chị đó. Hôm nay thì cũng đi của mình anh chị ơi đó. Rồi xuống ông anh ảnh hốt cho ảnh, rồi ảnh dẫn đi tiếp tục thêm một ổ nữa nghe anh chị đó. Ổ trên cây xài hôm nay cục mặt nhìn thấy cũng khá là phì anh chị ơi, cục mặt nhìn thấy đã dữ trời lắm đó. Đây để quay trở lại cho anh chị gặp ông anh nè đó. Ông anh ơi, vì cái tổ trên đó đó anh chị, tổ trên cây xài đó anh chị thấy không, nằm ở trên ngay chân cây trắng ba luôn, quá trời trên đó đó anh chị. Hôm nay cục mặt phì dữ lắm, phì luôn đó. Rồi bây giờ thì để trang bị đồ nghề sẽ lên chinh phục cái tổ này, rồi một hồi đi hút thêm một tổ nữa nghe anh chị. Rồi rất mong cô dì chú bác, anh chị và các bạn gần xa đồng hành cùng Tư Sân Bắc nha. Và nếu mà có xem thì hãy cho Tư Sân Bắc xin một like và một lượt chia sẻ nha anh chị. Rồi bắt đầu lên anh chị ơi, có cái thang luôn nha, lên hốt nó đã tay rồi. Thấy cục mật thì khá là ok, mật đã dữ lắm, đã đừng có gió không trời ơi, không dữ lắm khói à. Khói. Trời ơi, tiếng vàng. Trời ơi, ổn này anh chị. Quá trời ổn rồi. Ôi ổ nó lớn rồi anh chị. Ôi ổ đã khủng long rồi, trời khó quá trời khó luôn. Ổ lớn khủng khiếp mà. Đây ôi tản thần chứ, quá trời dí mình. Được mặt trước cắt rồi nè, còn nè, còn đôi, còn mặt trên mốt cũng được khúc à. Nhó bữa ổn lớn có lý nè anh chị, tầm cách cỡ lít lít ngoài rồi chạy kẹo không tới với này luôn, bữa ổn già.
Trời ơi, nó bơm tàn tới dưới này luôn anh chị ơi. Còn con dưới không à. Rồi mình sẽ cắt cái đây luôn, xéo đây luôn nha anh chị. Quá trời ngủ nè. Để cho anh chị xem nè, nó bơm tàn một cách khủng khiếp luôn. Quá trời nó còn tàn luôn. Trời nó quýnh nhất. Quá trời luôn. Trời chó lắc lắc. Trời anh chị bơm tàn dưới này cái nè. Nhóc ở trong luôn nè. Đó. Cục mặt đầu cắt còn nữa nè anh chị, cắt chưa hết nữa nè, thấy không? Đó, nè, mình chám vô luôn, hết, biết không? Mình tàn tới đây luôn nè, đó, anh chị nhìn thấy chiếu 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 đúng không? Đó, nè, bên đây nữa nè, cục mặt đầu cắt còn nè anh chị, nhiêu ở đây không à, có cái sĩ ngoài rồi, chám vô nè, đó, rồi bắt đầu xuống đây nè, đó. Khủng khiếp chưa? Rồi hết biết nó bơm tàn hai bên luôn anh chị. Rồi gió quá. Gió quá anh chị ơi, cắt mới được nha. Gió đưa 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 ghê quá. Lấy mặt anh chị ơi. Để mình cắt cái mình mót ở trên này trước đi. Trên nè, quá trời mặt luôn. Trên không có chữ nửa lít nè. Hết biết không? Cái này là mình gọt lấy từ từ nha anh chị. Bởi vì cắt này cắt dao đầu quá. Dính lên đây nè. Cắt không hết. Đấy. Chỗ nào cũng có mặt hết trơn. Quá trời. Rửa lít chắc không được cả sĩ đó anh chị. Móc ở trên cái đầu nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái dưới này. Rồi mặt đầy hết trơn luôn. Để tiếp mặt coi. Không. Trời ơi. Cục này ít gì được. Cỡ 2 lít ăn lên nha anh chị. Chạy toàn nè. Cũng khiếp mặt rồi. Khủng khiếp. Nha. Dữ vậy trời. Kiếm chỗ mình máng rồi. Cầm hết được luôn rồi.
lắm mà. Ôi mặt qua trở trên này nữa. Hai lít ngoài luôn anh chị, bơm tạng cái khủng khiếp. Đó đưa đưa ghê quá. Đây còn cục nữa này. Mạnh nó gấu hết trơn. Mà cũng chạy trơn. Trời ơi cục này mày chứ nửa lít thì không được anh chị, có lẽ cỡ xỉ máy lòng. Để em bỏ qua đây bớt sách nó dễ rồi nó chảy. Rồi bây giờ để mình dọn cái kèo cái anh chị, còn mà cũng khá nhiều mình để mình chừa lại. Hai lít ngoài nha anh chị, dọn cho sạch sau nó có về nó cũng dọn cho mau. Rồi bây giờ mình sẽ xuống nha, đúng lắm rồi. Cách nhiêu đây xuống chắc é luôn quá. Xuống dưới đi rồi tính rửa tay rửa chân. Ôi giãn bịch luôn rồi. Quá nãy nhẹ lên dễ, nặng quá giờ này không biết đường xuống luôn. Ôi trời khủng lắm mà chạy kèo. Ấy mặt nó trơn quá. Ôi đụng. Quá trời luôn chị ơi, nó nhiều. Muốn tùm lum rồi này. Có thang chưa? Trời ơi nó nặng. Quá cỡ rồi, quá cỡ thơ mộc luôn. Ôi quá cỡ rồi anh Thắng ơi, 2 lít mấy luôn rồi. Chưa để em lại đây em xử lý một cái. Ôi ôi nó nặng, 2 lít mấy luôn. Bơm tạng cầm cục này coi. Ôi ôi nè, quá trời. Để rửa tay cái anh chị, rửa tay cái review 2 cục mặt cho anh chị xem. Quá trời giúp đó anh cầm mặt hoài. Anh nói 2 cục này khoảng chừng nhiêu? 2 cục này anh nói chừng nhiêu? Biết đâu nói hết, biết luôn, hết thuốc rồi, lủng rồi anh ơi. Coi kìa đó anh chị, coi này, 2 cục nhập lại anh
Ôi trời, khủng long bịch 5 kg nha anh chị. Đó, bây giờ thì để đi để cắt tiếp tục nữa anh chị ơi, qua ổ bên kia luôn nha. Còn một ổ nữa ông anh ông dẫn nè. Rồi anh chị ơi, bắt đầu qua tới ổ thứ hai nha anh chị. Tổ ong đóng trên kỳ cốc. À, tổ ong này cái đầu mặt thì cũng khá là lớn nha anh chị. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ lên rồi chinh phục cái tổ ong trên cây cốc coi như thế nào nha. Đó, mình có cái thang của ông chủ nhà, mình sẽ đem ở đây mình bắt, mình sẽ lên rồi mình hốt cho nó dễ nha anh chị. Đó, bắt đầu mình treo lên đây coi như thế nào nha. Sắp tới ổ rồi anh chị ơi. Đó, cái tổ cũng khá là ok nha. Đó, nó cũng hung dữ nè, nó bay túa lua hết trơn rồi. Chắc có lẽ mình cũng bị một hai dít nha anh chị. Đó, ngon lành nha. Rồi, tổ ong cũng khá là già nha anh chị, nó buông con ra hết rồi. Rồi nó quấn vô tay mình luôn. Đó, tổ ong khá là già, coi đầu mặt hay sao. Nó cái đầu mặt thấy chám dôi rồi anh chị ơi, chám dôi trắng phiếu luôn rồi. Quá đã nha anh chị. Đó, quá ngon, quá ngon, quá in. Bắt sâu cái anh chị ơi, bắt mấy sâu mình dưỡng cái tổ ong rồi lại bắt sâu xia rồi à, tới đợt sau á ong nó sẽ vô mặt lại nha. Nếu mà mình không bắt ba cái sâu á thì tổ ong nó bị si và mặt nó không có vô mạnh lại nghe anh chị. Nên bước lên cái anh chị ơi, bước lên coi cho anh chị xem cái đầu mặt nè. Cái đầu mặt nó nhìn thấy quá đã rồi, chám vô bích hết trơn luôn rồi. Tội ơi, cục mặt hết biết rồi. Tầm cỡ 2 lít nha anh chị. Đó, chấm vô trắng phiếu nó đã gì đâu trời. Chiếc bao lâu mới được một cục. Rồi, tổ ong này cũng khá là già nha anh chị. Tổ ong già dữ rồi. Rồi cắt cục mặt này giao đầu tiên luôn. À, ông anh ông cũng dưỡng tới giờ đó, ông không cho ai cắt hết trơn á. Mình cắt được giao đầu là quá đã rồi. Tổ ong này già không có đẻ con thêm, chắc tổ ong này chắc có lẽ là đi quá anh chị. Đó, kệ mình cũng cắt cái đầu mặt, mình lấy cái đầu mặt rồi á, rồi mình sẽ dưỡng lại coi nó ở hay không, ở là quyền của nó nghe anh chị. Quá im rồi, bắt đầu cắt anh chị ơi, lấy mặt thôi, nó cũng hơi bị khô nghe anh chị. Đó, quá im, đầu mặt cũng chấm vô trắng tươi luôn, nó cái tàn lại nha. Đầu mặt này có 2 lít anh chị ơi, quá đã, đóng trên cái cốc thấp lùng. Chèo lên thấy cái đầu mặt trắng tươi nè, trầu vôi mặt cơ kìa, nó đỏ. Đó, trầu vôi nó đỏ ao luôn, mình thấy đã hết, biết đã luôn. Rồi, bắt đầu mình sẽ xuống nha anh chị. Xuống mình sẽ cho anh chị xem cái đầu, cái cục mặt này sao nha. Ông nó cũng hơi hung, mình mới lên là nó đẻo mình hết mấy nhát rồi, mấy dít rồi. Mình đỡ mình lu bu hồi cục xe dừa nó hết cái là nó quýnh mình xong chuyện luôn. Rồi tuột xuống sắp tới đất anh chị ơi. Rồi để mình đi dài dài ra nghe anh chị. Ông anh, hai ông anh ở ngoài á, ở lúc ở ngoài nhà mộ ở ngoài, mình đi ra ngoài mình đem cục mặt ra ngoài luôn, với hai ông anh ngồi trong này sợ bị quýnh. Ngoài có 2 lít à, mất 2 lít rồi, hết biết luôn. Thì gấp đôi hả, năm rồi nó đâu, năm rồi thì nó nhiều, năm nay nó đâu bằng năm rồi. Nè anh coi nè, ít năm nay nó ấy anh ơi, năm nay nó mật nó hạn quá rồi, mật 2 lít sẽ re. Thấy ghê chưa, lấy khủng khiếp không, chám dôi nè. Mặt này làm gì không được 2 lít. Cậu nói là khi nào nó lòi lòi cái trắng trắng này mới hút được. Lòi trời. Tao dở ra là này, chám dôi nè, anh thấy chám dôi không? Rồi để anh cầm cái quay anh dở lên em quay cục mặt quan cái nữa coi.
rồi anh đây, em quay quanh kia, quay quanh kia nè, trời ơi trắng nhỏ trắng khiếu luôn, khủng lồ nó đã. Rồi vậy là quá ok anh chị ơi, giờ anh chị cũng cho từ sân bắt cái xin kết thúc video luôn nha, hẹn anh chị những cái video đi lấy mật ong tiếp theo nữa nha, bye.